Trại Bò Thanh Tính, em xin chào cô chú anh chị gần xa. Hôm nay trại có dê bò mới đó anh chị em, cho nên em lên clip cho anh chị em tham khảo giùm em ha. Nhìn coi có vừa ý ưng ý con nào đó, cặp nào thì alo trực tiếp số điện thoại của trại. Địa chỉ của trại là ấp 4 xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. Số điện thoại là 0389 047 298. Hôm nay em có về hai con ba bê nha bà con cô chú anh chị. Hai con ba bê đây, ở tuổi là con này bò 7 tháng rưỡi luôn, bự bò nha anh chị em. Mốt còn cực kỳ dài, chân móng rất là đẹp nha anh chị em. Về nó đứng chưa ngay nữa nè, mà con cái lên xe nó quậy cái sừng nó bị trầy nè anh chị em ơi, nó bị chảy máu luôn rồi nè đó. Thì hôm nay mà bò mới thì lên clip cho anh chị em. Còn dài nha, con bò này rất là đòn, rất là dài nha anh chị em. Quay kỹ tổng thể cho anh chị xem dàn mông đó nè, dàn mông dàn chân cũng rất là thẳng nha. Xương thì nói chung là cũng tầm trung, vừa vừa chứ không có xương to nha anh em, tầm trung. Đây dàn mông nó đây nè, dàn dai về nó mới về nó hơi nhát quá anh chị em, hơi nhát quá em cũng không dám lại gần nó nữa nè. Nói chung là đứng hơi xa nè, cổ ngay nha anh chị em, trúng cái đầu cái sừng đó nó hơi cọ bị chảy máu nè. Đó, anh chị em tham khảo giùm em đi, có vừa nghĩ hôn thì alo trực tiếp số điện thoại của trại giùm em. Nó rất là bự nha anh chị em, dai đôi luôn, đòn dài cổ ngay nha anh chị em. Đó, con số 1 là con 3B mới về, con đầu chuồng đó. Đó, cũng yếm nè anh chị em thấy không. Có một số anh em đó hỏi 3B đó có về ăn không. Anh biết cho anh chị em xem, tên em báo giá 3B này, giá tại chuồng cho anh chị em tham khảo giùm em. 3B này có giá 21 triệu nha bà con cô chú anh chị, cái giá tại chuồng là 21 triệu. Đó. Về nó đứng không ngay ngắn thì chân nó còn nhát quá anh chị em ơi. Đứng không ngay 21 triệu. Và con số 1 nha. Mà 21. Nó hơi nhát quá, dằn mông cực kỳ to luôn. Con số 2. Con số 2 là con 3BF2 nha, lực lưỡng nó đặt bò nha anh chị em. Chiều cao 1m1. Đòn dài. Chân cũng tầm trung nha anh chị em. Chân cũng tầm trung mà cổ ngay, mặt rất là đẹp nè, mặt cục đung luôn á. Mua bê này nhìn là thấy là có duyên liền, cổ rất là ngay nha, dằn mông đẹp luôn. Xem tham khảo giùm em, ngày nay không có bò luôn anh chị em ơi, có được đi một ngày nay không có bò đẹp, có bò nhiều nhưng mà bò ta lắm. Đòn dài nha anh chị em, sao em ra báo giá tại chuồng của ba bê này. Ba bê này có giá là 22 triệu, nó đặt bò dữ lắm nha, nó đặt bò dữ lắm. Con số 2 có giá là 22 triệu. Con này nó đặt bò. Tiếp cặp kem, cặp kem số 3, cặp kem số 3 này, chiều cao 1m1, độ tuổi là 7 tháng bò nha anh chị em. Đó, dàn mỏ, dàn đầu nó rất là đẹp, dàn cổ cũng rất là đẹp nha anh chị em. Dàn đầu là cổ ngay nha anh chị em. Con số 2 đó nè, mới về đứng hình thấy ghét quá trời luôn, chiều cao cũng đẹp. Con này chắc 1m7 à, chứ không được 1m1, thấp hơn con kia. Cổ ngay nha anh chị em, móng rất là thẳng. Nó hơi nhát, nó đứng dẫn thấy ghét quá trời luôn nè. Em quay kỹ tổng thể cho anh chị em xem dàn đầu con bò này nha. Đó, dàn đầu. Cổ ngay nha anh chị em. Độ tuổi là 7 tháng, chiều cao 1m1, cạnh đuôi rất là bự nha. Cạnh đuôi rất là bự nè anh chị em thấy không, mấy con này mới lớn con. Còn ông này thì nó hơi thấp hơn cỡ 2 phân, nhưng mà cái ngang nó lực lưỡng hơn, ngang F2 thì nó lùng liền lực lưỡng hơn anh chị em. Dàn mông cực kỳ đẹp luôn nè. Có giá tại chuồng một cặp như thế này là 38 triệu nha bà con cô chú anh chị. Cặp kem như thế này là 38 triệu. Là một cặp số 3, 38 triệu. Đó, anh chị em thấy không? Em quay kỹ tổng thể cho anh chị em xem nha, dàn móng nè. Cực kỳ đẹp luôn nè.
con số 5 là con ba bê bông xám, độ tuổi là 7 tháng bò, chiều cao 1m05. Dài ba bê bông này đòn dài lắm nha anh chị em, dàn đòn rất là dài luôn, chân thẳng, xương thì tầm trung mà anh chị em ơi, nhưng mà chân nó rất là thẳng nha, dàn mông nè đó. Anh quay kỹ cho anh chị em xem, mà mới về nó hơi nhát thế nè, mà anh chị em thấy không, dàn mông cực kỳ to luôn, đẹp luôn, dàn dây nè, dàn lưng nó dữ lắm, dàn lưng luôn, con bò này dàn lưng quá trời, dàn lưng cổ ngay nè, mặt nè, mặt bự, mặt như thế này là ăn nó dữ nè anh chị em đó. Cổ ngắn nha, cổ ngắn là cổ ngay, dàn dây nè anh chị em thấy không, dàn dây dàn lưng dữ lắm, dàn lưng luôn đó. Có giá tại chuồng con bò này là cũng là 21 triệu nha bà con cô chú anh chị, 21 triệu giá tại chuồng con xám muối nè, có giá 21 triệu. Về nó giấu cái đít không mà bà con cô chú anh chị ơi, dằn mông quá nó giấu cái đít không. Sau cùng là con kem lở nha bà con cô chú anh chị, anh chị em đây là nhìn là con bò kem lở này nó chầm tuổi cỡ 10 tháng, 9-10 tháng, chiều cao 1m2. Anh chị em nhìn kỹ giùm em nha, quay chân móng nè anh chị em xem, chiều cao 1m2 nha, nó dàn đầu đó nè, chiều cao 1m2, đòn dài nha anh chị em, dàn chân dàn móng nè anh chị em xem nè đó. Có giá tại chuồng là 24 triệu nha bà con cô chú anh chị, 24 triệu, cặp đuôi rất là to luôn, cặp đuôi to mới lớn con nha chị anh chị em. Địa chỉ của trại em xin nhắc lại là số điện thoại, chỉ là ấp Tư, xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh, số điện thoại là 0389 047 298 nha bà con cô chú anh chị. Thì có một số anh em bữa nay có hỏi có ba bê về không đó, thì em cho nên bò có về em lên clip cho tham khảo không xa nha, mà chị em mình ở gần thì chạy lại tham khảo xem kỹ giùm em, chạy được trực tiếp chạy trại đó xem giùm em nha, tại em là sát lộ lớn luôn rồi bà con cô chú anh chị. Đây, con kem lở giá là 24 triệu, chân thẳng luôn nè, mấy anh chị em xem quay dành chân anh chị em. Con muối này về nó giấu không nè, con xám nè, cái nó giấu không nè, ngoài lưới mà nó giấu không có quay dần coi với dần mông nó được gì chân, còn hơi nhát quá anh chị em ơi, lưng thẳng băng luôn, dặn lưng dữ thần lắm nha, có giá là 21 triệu nha bà con cô chú anh chị, con ba bê bông xám và một cặp như thế này là 38 triệu nha bà con cô chú anh chị, cặp kem là 38 triệu. Đây, con ba bê 22 triệu nha bà con cô chú anh chị, em quay sơ sơ lại cho anh chị tham khảo giùm em nha, 22 triệu. Tới con số 1 là con đầu chuồng nè, cao cực kỳ, đòn dài luôn đó, nó đòn dài nó cao hơn con bò số 2 nữa, có giá là 21 triệu luôn nha bà con cô chú anh chị. Để em sát lô lớn luôn nha, mình đi gần xa đó xem rồi mình coi có dữ hơn ý con nào trực tiếp với báo với số điện thoại của trại giùm em nha, số điện thoại là 0389 047 298 nha, số điện thoại nó có xài Zalo luôn nha bà con cô chú anh chị. Rồi em xin chào, hẹn gặp lại video sau, nhớ đăng ký kênh ủng hộ trại bò Thanh Tính nha bà con cô chú anh chị.